Chưa đến 2% trẻ sơ sinh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi mà được sinh ra từ các sản phụ mắc COVID-19. Đây là phát hiện vừa được công bố trên tạp chí Y khoa Anh, đồng thời cũng là nghiên cứu toàn diện nhất từ trước đến nay, cung cấp cái nhìn sâu rộng nhất về nguy cơ lây truyền COVID-19 từ mẹ sang con trong thai kỳ. Nghiên cứu dựa trên cơ sở tổng hợp và phân tích gần 500 nghiên cứu trước đây liên quan tới khoảng 29.000 bà mẹ. Kết quả cho thấy, trong số hơn 590 trẻ sơ sinh có đầy đủ dữ liệu về cách thức và thời điểm mắc COVID-19, thì chỉ ghi nhận 7 trẻ mắc bệnh khi còn trong bụng mẹ và 2 trẻ mắc khi chào đời. Nhóm nghiên cứu cũng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc trẻ sơ sinh dương tính với SARS-CoV-2 và việc nuôi con bằng sữa mẹ. Do vậy mà các bằng chứng hiện nay không khuyến khích các biện pháp như là mổ lấy thai, tách con khỏi mẹ ngay sau khi sinh hoặc là không bú sữa mẹ để tránh mắc COVID-19.